Siêu phẩm mùa hè 2022 dành riêng cho các quý ông tuổi trung niên. Tới trang Sandra ra mắt sản phẩm bộ đũi tay dài, cặp quần chun phù hợp với mọi dáng người. Chất liệu vải đũi xước cao cấp, không nhăn, không xù, không phai màu, đặc biệt thấm hút mồ hôi cực tốt. Những gam màu đơn giản mà thời thượng mang lại đẳng cấp và sức hút riêng. Sản phẩm của chúng tôi không chạy theo trào lưu, xu hướng của xã hội mà tập trung về giá trị chất liệu. Bộ sưu tập gồm 3 màu đặc biệt. MaxD02 bộ màu be, MaxD03 bộ tím than, MaxD01 bộ ghi sáng. Sản phẩm của chúng tôi phù hợp với những người có xu hướng thích sự thoải mái, đơn giản, không cầu kỳ, có thể mặc đi làm, đi du lịch hay ở nhà, có thể dành tặng cho người thân, bạn bè hoặc sếp. Đặc biệt tại Sandra, miễn phí giao hàng toàn quốc, khi nhận hàng được kiểm tra và thử hàng ưng ý rồi mới thanh toán. Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất, nhanh tay để lại số điện thoại hoặc gọi ngay hotline để nhận ưu đãi. Xin cảm ơn!